Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình ơi, hiện tại chị đang có mặt ở đây rồi. Và các bạn hãy mau chóng vào học cùng với chị nhé. Rồi, xin chào các bạn. Bạn nào đã vào học rồi thì chúng mình hãy mau chóng điểm danh ở dưới phần bình luận với cú pháp là họ và tên cùng với cả dòng chữ là đã vào học. Sau lần mà các bạn chơi mini game thì chị thấy là các bạn mà vào trong khóa học này, số lượng các bạn trong khóa học này đã đông lên rất là nhiều. Thế nên là những bạn nào chúng ta mới vào học, chúng ta chưa biết được cái gọi là cái nội quy của lớp học chúng mình, thì các bạn lưu ý cho chị nhá, là khi mà các bạn vào học ý, việc đầu tiên chúng mình làm chính là bình luận với cú pháp họ và tên cùng với cả dòng chữ đã vào học, để có thể là điểm danh và cũng là để chị biết được rằng là à, hôm nay bạn nhỏ này đã vào học. Rồi, xin chào các em nhá, xin chào các bạn. Chúng mình ơi, chúng mình mau chóng vào học cùng với chị nào. Buổi hôm qua và buổi hôm nay là hai buổi mà chúng ta có chút thay đổi về lịch học. Bởi vì là ngay sau đây thôi, ngay sau cái ca học này thì chị cần phải dành thời gian để tổng ôn cùng với các anh chị 2K7 ở Hà Nội. Bởi vì các anh chị 2K7 ở Hà Nội ở trong khóa học luyện đề dạng đoạn văn thì các anh chị sắp thi rồi, thế nên là chị có tổ chức thêm hai buổi tổng ôn. Mặc dù là quá trình học và lộ trình học của các anh chị đã kết thúc, thế nhưng mà luôn luôn có những cái buổi tổng ôn cho đến ngày thi. Đấy, nên là các bạn cũng thông cảm giúp chị nhá. Rồi, bạn nào đã vào học thì chúng mình mau chóng là lấy giấy bút ra này, lấy sách giáo khoa ra để học cùng với chị trong buổi ngày hôm nay. Đồng ý không? Hiện tại chị mới thấy có khoảng độ 10 bạn vào học thôi. Một bạn giúp chị gửi link của buổi học này vào trong nhóm chat của lớp mình nhá. Đồng ý không ạ? Với cả những bạn nào chúng ta không vào được nhóm chat ý, thì các bạn cứ yên tâm. Có thắc mắc gì các em cứ nhắn trực tiếp luôn cho chị. Đồng ý chưa? Và nhắn thông qua nick Facebook Hải Quỳnh nhá. Chứ các bạn đừng nhắn vào fanpage Cùng Học Văn này. Fanpage Cùng Học Văn này chị chỉ sử dụng để phát trực tiếp thôi. Không có ai trả lời tin nhắn cả đâu. Nên là các bạn đừng nhắn về fanpage này nhá. Đấy, nếu như có gì thắc mắc, một là các bạn nhắn trực tiếp cho nick cá nhân của chị là nick Hải Quỳnh mà chị dùng để đăng các cái bài đăng ở trong nhóm lớp chúng mình đấy. Và thứ hai là các bạn có thể nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Đồng ý chưa? Đó, đấy có hai cái kênh thông tin các bạn có thể liên hệ để được giải đáp những cái thắc mắc của mình liên quan đến khóa học mùa hạ này. Ôi, hiện tại chị đã thấy có đông bạn vào học hơn rồi này. Ok, xin chào chúng mình, xin chào các bạn. Chúng mình ơi, buổi ngày hôm qua ấy, thì chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu và nắm bắt được những cái nội dung cơ bản của hai phần đầu ở trong văn bản Chị Em Thúy Kiều, đúng không ạ? Đó chính là những câu thơ đầu tác giả giới thiệu về hai chị em này. Sau đó là chúng ta cùng với nhau phân tích để thấy được vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Vân này. Rồi chúng mình cũng phân tích để thấy được vẻ đẹp của nàng Kiều nữa này, đúng không? Rồi, thế thì hôm nay chúng ta sẽ đến với đoạn trích, một đoạn trích nữa ở trong tác phẩm Truyện Kiều. Thế nhưng không còn là một đoạn trích ở trong phần đầu nữa đâu, mà là đoạn trích ở trong phần 2, Gia Biến và Lưu Lạc. Khi mà các bạn còn nhớ cái phần mini game đầu tiên không? Trong buổi khai giảng ấy, chị có tổ chức một phần mini game đấy. Thế thì ở đó chị có một câu hỏi là đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích thuộc phần nào ở trong tác phẩm Truyện Kiều? Phần 1, phần 2 hay là phần 3? Và đã có rất nhiều các bạn trả lời đúng là nằm trong phần 2, Gia Biến và Lưu Lạc. Rồi, thế nhưng mà trước tiên mình sẽ đợi thêm ít phút nữa để các bạn vào học đông hơn nhá. Đồng ý không? Hoặc là một bạn giúp chị chúng mình bình luận vào những cái bài đăng mà chị đăng tài liệu này, những cái bài đăng điểm danh để nhận tài liệu này. Đấy, nhắc các bạn là vào học thôi. Đồng ý chưa? Vào học giúp cho chị nào. Đồng ý không ạ? Nào nào chúng mình ơi, các bạn có biết không, đây là buổi học kiến thức cuối cùng của khóa học mùa hạ rồi đấy. Khóa học mùa hạ của chúng ta diễn ra trong 5 buổi. Buổi đầu tiên là chúng mình khai giảng rồi này. Đó, buổi thứ hai thì chúng mình cùng với nhau tìm hiểu về đoạn trích, về văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương, đúng không? Buổi 3 là chúng ta đến với văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đấy, buổi 4 là chúng ta đến với văn bản Chị Em Thúy Kiều. Và buổi 5 là chúng ta đến với văn bản Kiều ở Lầu Ngưng Bích rồi, đúng không? Thế là buổi hôm nay là buổi học kiến thức cuối cùng của khóa học đấy. Thế thì trong lúc mà chờ đợi các bạn khác vào học thì các bạn có thể chia sẻ giúp cho chị xem là chúng mình có những cái mong muốn gì sau khi khóa học mùa hạ này kết thúc không? Có thể chia sẻ với chị nhá. Các bạn có mong muốn gì sau khi khóa học mùa hạ này kết thúc không nào? Các bạn bình luận cho chị biết đi. Đồng ý không? Đằng nào chúng ta cũng phải đợi thêm để các bạn vào học đông hơn. Chứ ít quá như thế này là chị sẽ không thể nào tiếp tục buổi học được đâu.
Các bạn đã mời những bạn bè của mình vào trong nhóm rồi thì nhắc các bạn vào học giúp chị nhá. Đồng ý chưa ạ? Đấy, nhắc các bạn vào học giúp chị, chứ không thì ít quá như thế này ý, là chị sẽ không thể duy trì buổi học này được đâu. Ừ. Đồng ý không ạ? Các bạn ơi, chúng mình đã vào đông đủ chưa? Rồi. Ừ. Bạn nào vừa mới vào không biết là em đã kịp nghe chưa? Khi mà chị bảo rằng là đây là buổi cuối cùng về kiến thức của khóa học này rồi đấy. Khóa học mùa hạ đã đi đến những buổi cuối cùng rồi đấy các bạn ạ. Thế là chị em mình đã cùng với nhau trải qua một cái khóa học mà chị tin là đối với nhiều bạn thì đây là cái khóa học đầu tiên dành cho năm lớp 9 của chúng mình. Mặc dù là ngắn hạn thôi, thế nhưng mà từ khi bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại vẫn luôn luôn là một cái tinh thần học tập rất là hăng say của các bạn. Có nhiều bạn mà chị còn quên cả avatar rồi thì chứng tỏ rằng là chúng mình đã rất chăm chỉ, đúng không ạ? Tương tác tích cực, làm bài tập nữa này, sẵn sàng điểm danh nhận tài liệu nữa này, đúng không? Rồi, phần chị em Thúy Kiều mình chưa phân tích hết nên em hơi tiếc ạ. Bởi vì là chúng mình chỉ học trong khoảng độ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng hoặc là hơn 1 tiếng một chút cho mỗi buổi học thôi. Trong khi chị lại hơi tham một chút là đến phần nào cũng muốn phân tích kỹ với chúng mình. Đấy, đồng ý chưa ạ? Thì chị thì không đặt ra mục tiêu giống như khóa học mùa hạ năm ngoái với các anh chị 2K7. Năm ngoái với các anh chị 2K7 thì chị lại ưu tiên nhiều hơn về cái việc khái quát để các anh chị nắm bắt được nội dung của cả bài. Nhưng mà bởi vì chúng ta trước đó có một chiến dịch tiếp cận ngữ văn 9 rồi. Đấy, diễn ra ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên cho cơ sở rồi. Thì chị thấy là việc các bạn nắm bắt kiến thức chung là không còn quá khó khăn nữa. Cái mà các em thiếu bây giờ lại là cái phần kiến thức chuyên sâu cơ. Cái phần lại làm sao mà chúng ta viết được thành một đoạn hoặc là thành một bài đầy đủ ý này, rồi còn chuyên sâu nữa. Thế nên là chị hướng dẫn chúng mình từ phần mở bài sang đến phần phân tích, thì phần nào mà có thể đi sâu được luôn thì chị đi sâu và phân tích cùng với chúng mình. Và đó là lý do mà tại sao trong khoảng độ 1 tiếng chúng ta không thể nào phân tích kỹ được cả một bài. Đấy, đồng ý chưa ạ? Trong thời gian khoảng 1 tiếng thì chúng mình không thể nào phân tích kỹ được cả một bài, bởi vì có nhiều kiến thức lắm luôn, lại còn là văn học trung đại nữa. Mong chị tổ chức thêm các mini game tặng tài liệu ạ. Rồi, chị đồng ý nhá. Chị sẽ cố gắng tổ chức thêm những cái mini game đấy để các bạn tham gia. Ngoài ra ấy, thì nếu như các bạn cần gấp về mặt tài liệu hay là cần gấp về những cái cuốn sách tham khảo thì có thể nhắn tin về fanpage để được tư vấn và mua đúng cái cuốn sách mà mình đang cần phù hợp với nhu cầu của mình nhá. Đồng ý chưa? Em mong chị để lại video đến 24 giờ hôm nay ạ. Phần video về khóa học mùa hạ này thì tất cả các bạn đã tham gia cái phần mini game mời bạn bè của mình vào nhóm ấy, thì các bạn sẽ được gửi cái phần video đó sau khi mà khóa học kết thúc. Và sau khi khóa học kết thúc thì sẽ đến buổi tối ngày mai. Sau buổi tối ngày mai thì chị sẽ xóa hết những cái video của chúng mình ở trong khóa học mùa hạ này. Thế nên bạn nào mà chưa kịp theo dõi những buổi trước nhá, thì chúng mình sắp xếp thời gian theo dõi hoặc là tham gia mini game để mà chúng ta được nhận bộ video của khóa học mùa hạ này nhá. Ok chưa? Rồi, chị thấy Trương Trương đã vào học này. Sao hai bạn giống nhau đấy? Hai bạn avatar giống giống nhau ấy. Ok các bạn ơi, mong chị tổ chức thêm các mini game. Còn ý kiến gì nữa không ạ? Sao dạo này chúng mình kiệm lời thế? Hay là do chị không đọc được bình luận nhỉ? Các bạn không có mong muốn gì nữa sao? Sau khóa học mùa hạ này kết thúc, chúng mình không có mong muốn gì nữa sao? Gọi là có duyên thì chúng mình gặp gỡ nhau một quãng thời gian như thế thôi. Thế mà chị còn đang có ý định là cố gắng duy trì việc phát trực tiếp ở trong nhóm của chúng ta khoảng độ 1 hoặc là 2 buổi trong tuần cho đến khi mà các bạn vào trong năm học, rồi đến khi mà các bạn thi luôn. Đấy. Thế nhưng mà hình như không có bạn nào có mong muốn đấy. Thế nên là thôi, hình như là chị đang nêu ra suy nghĩ của mình thôi, còn không phù hợp với các bạn hay sao ấy. Thôi được rồi, những cái điều chia sẻ đó chúng ta sẽ vẫn còn thời gian để cùng tâm sự với nhau và cùng lắng nghe những cái chia sẻ của nhau, xem là chị có thể cố gắng làm được những điều gì để đồng hành cùng với các bạn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào nội dung của buổi học ngày hôm nay thôi nào.
Đến với buổi học ngày hôm nay, đến với đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, thế thì chị cũng rất mong là các bạn hình dung ra về về hoàn cảnh của Thúy Kiều ở trong đoạn trích này. Có phải khi chúng ta đọc đoạn trích, chúng ta thấy là Kiều đang ở lầu Ngưng Bích và những câu đầu tiên của đoạn trích bắt đầu như thế này: trước lầu Ngưng Bích hóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Thế thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta hiểu được cái tâm trạng của nàng Kiều khi mà ở lầu Ngưng Bích, nếu như các bạn không hiểu được và không hình dung ra được về nội dung, về cốt truyện ở trong tác phẩm này. Buổi hôm trước chúng ta đến với phần giới thiệu hai chị em rồi đúng không ạ? Thế thì các bạn lắng nghe nhá, chị tóm tắt sơ qua về tác phẩm truyện Kiều để các bạn hiểu được là Kiều ở lầu Ngưng Bích là đang ở trong cái tình cảnh như thế nào. Trước tiên này, đoạn trích chị em Thúy Kiều nằm ở phần đầu, và sau cái bức chân dung giới thiệu về chị em Thúy Vân Thúy Kiều đó thì ngay sau đấy chính là đoạn trích cảnh ngày xuân mà chúng mình sẽ được học, có thể là đọc thêm. Đó là đoạn trích mà ngày xuân con én đưa thoi đấy, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Đó là cái cảnh mà chị em Kiều, cả ba chị em Kiều luôn, Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan cùng đi du xuân trong tiết thanh minh. Đồng ý chưa ạ? Thế thì trong cái cuộc du xuân ấy, trên đường về thì ba chị em Kiều có gặp nấm mồ của Đạn Tiên, là một nấm mồ vô chủ nằm ở bên đường ấy. Thế là Thúy Kiều nghe được câu chuyện về cuộc đời của nàng Đạn Tiên, cũng là một cô gái cũng tài năng đấy, cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà cũng bạc mệnh. Thế nên là Kiều đã cất lời thương cảm, và sau khi mà Kiều gặp nấm mồ Đạn Tiên và bày tỏ cái tấm lòng thương cảm ấy thì tiếp tục ba chị em gặp chàng Kim Trọng. Đó, ba chị em gặp chàng Kim Trọng. Kim Trọng thì là một người bạn của Vương Quan, kiểu như vậy, quen biết với cả Vương Quan, tức nghĩa là em trai của Thúy Vân và Thúy Kiều ấy. Thế là Kim Trọng này đã gặp ba chị em, và người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong như đã, vẻ ngoài còn e. Tức nghĩa là Kim Trọng và Thúy Kiều đã có cái sự cảm mến nhau ngay từ cái lần đó. Rồi sau đó thì Kim Trọng có đến ở trọ gần nhà Thúy Kiều, và nhân một cái buổi tiệc diễn ra ở nhà hàng xóm, thế thì Kim Trọng nhân cái việc là trả chiếc hoa rơi, tức nghĩa là trả cái chiếc châm cho Thúy Kiều, thì hai người đã cùng gặp gỡ với nhau này. Đồng ý chưa? Và Kim Trọng đã bày tỏ cái tấm lòng, cái tình cảm của mình. Và cứ như thế, tình yêu của họ được ví là một trong những cái tình yêu đẹp nhất và cũng là gọi là hiện đại nhất trong thời kỳ phong kiến, được tái hiện trong văn chương. Khi mà chúng ta cũng biết đấy, trong thời kỳ phong kiến ý, thì tình yêu nam nữ luôn luôn bị ràng buộc bởi rất nhiều những cái quy tắc. Nhưng tình yêu của Kim Trọng và Thúy Kiều thì lại diễn ra trong cái bối cảnh mà hai người được rất là tự do về mặt tình cảm. Đúng không ạ? Đến nỗi mà hai người đã tự do thề nguyền đính ước. Ngày hôm ấy, vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song, tóc tơ căn vặn tấc lòng, đấy, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Hai người đã tự do thề nguyền đính ước và làm nên một cái buổi thề nguyền mà phải nói là đẹp nhất và ấn tượng nhất, tình cảm nhất và cũng lãng mạn nhất trong văn học Trung Đại Việt Nam luôn. Đấy, hiếm có một mối tình nào trong văn học Trung Đại mà lại đẹp như thế, khi hai người yêu nhau say đắm này, đúng không ạ? Nhá, là người quốc sắc kẻ thiên tài này. Thế nhưng mà tình yêu của họ, họ mặn nồng chưa được bao lâu thì Kim Trọng phải về quê để chịu tang chú. Thế là phần 1 kết thúc nhá, là phần mà gặp gỡ và đính ước kết thúc này. Sang đến phần 2 thì trong lúc mà Kim Trọng về quê chịu tang chú thì gia đình Kiều có gặp hoạn nạn, là do cái thằng bán tơ đó, tức nghĩa là nó buôn bán những cái đồ kiểu như buôn lậu ấy các bạn ạ. Đấy, những cái đồ ăn cắp ăn trộm được. Thế nhưng mà nó lại giấu ở nhà của Vương Viên Ngoại đó. Thế là khi bị bắt, nó mới khai bừa kiểu như là khai không đúng sự thật ý. Thế là quan binh đến và bắt cha của Thúy Kiều đi, bắt cả em của Thúy Kiều nữa, đó chính là Vương Quan. Và Kiều không còn cách nào khác, bởi vì có 300 lạng thì việc này mới xong. Đấy, tự do của con người ta, cái sự trong trắng, cái sự trong sáng, cái sự trong sạch của con người ta lại được đong đếm bằng tiền bạc đấy các bạn.
xã hội trong Thủy Kiều, trong truyện Kiều ấy, là một xã hội mà đồng tiền chi phối tất cả. Để mà cứu cha và em ấy thì phải có 300 lạng việc này mới xong. Nên Kiều không còn cách nào khác, nên dễ cho đành cho là để ả thiếp bán mình chuộc cha. Thế là Thúy Kiều đã quyết định đau đớn là trao duyên lại cho người em Thúy Vân của mình. Còn mình thì chấp nhận là bán mình để chuộc cha và em. Và cái cảnh mà Thúy Kiều bán mình hôm ấy được diễn ra và được kể lại trong cái đoạn trích Mã Giám Sinh Mua Kiều, các bạn có thể đọc ở trong đoạn trích trong cái tác phẩm của chúng mình, trong sách giáo khoa của chúng mình. Đồng ý chưa ạ? Nhá, đoạn trích Mã Giám Sinh Mua Kiều. Thế thì khi mà Mã Giám Sinh Mua Kiều ấy là Kiều đã có đầy đủ cái số tiền để có thể cứu cha và em rồi. Thế nhưng Kiều thì phải đi theo cái bọn buôn người ấy, bởi vì đã mua rồi mà. Chúng đã mua với Kiều rồi thì Kiều phải đi theo cái bọn buôn người ấy. Thế thì lúc đó ấy, lúc mà mua Thúy Kiều thì Mã Giám Sinh, hắn là một cái kẻ rất là cháo trở. Hắn nói rằng là mua Kiều xong rồi sẽ gả Kiều vào một cái nhà giàu có nào đó để làm thê thiếp cho nhà người ta. Thế nhưng không phải. Hắn cấu kết với cả Tú Bà để mà đưa Kiều vào Lầu Xanh. Bởi vì sao các bạn biết không? Nếu như mà bán Kiều vào một cái nhà giàu có nào đó ấy, thì chúng chỉ lợi dụng Kiều được đúng một lần. Trong khi ở đây cái bọn buôn người này, cái bọn máu lạnh này thì chúng còn muốn làm được nhiều tiền hơn nữa, kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ cái vẻ đẹp nhan sắc và tài năng của Thúy Kiều. Thế nên là Mã Giám Sinh mới cấu kết với cả Tú Bà để mà lừa Kiều vào Lầu Xanh. Khi biết rằng là mình bị lừa ấy, Thúy Kiều rất là đau đớn, bởi vì Kiều chỉ chấp nhận bán mình khi mà tin theo Mã Giám Sinh là sẽ được vào một cái nhà nào đấy làm thê làm thiếp, mất đi cái danh phận, nhưng mà ít ra thì không có bị tủi nhục như là ở trong Lầu Xanh. Thế nên là khi mà biết mình bị lừa như thế, Kiều đã toan bài quyên sinh, nghĩa là định tự tử rồi đấy. Nhưng mà nghĩ đến gia đình, nghĩ đến cha mẹ, nên là Kiều đã bị bọn Tú Bà chúng mới khuyên lơn ngon ngọt, nói rằng là nếu như mà bây giờ Kiều tự tử ý, thì gia đình không thể nào thì không thể nào báo hiếu được ba mẹ, đúng không ạ? Không thể nào báo hiếu được cha mẹ. Mà đã thế thì Kiều mà tự tử thì chỉ có thiệt về mình thôi. Thế nên là bọn Tú Bà chúng mới khôn khéo khuyên Thúy Kiều rằng là bây giờ ra ở Lầu Ngưng Bích để mà gọi là hồi phục lại thể trạng, hồi phục lại tâm trạng. Đấy, thế thì chỉ cần là ngươi chịu ra ở Lầu Ngưng Bích thì ta sẽ tìm một cái gia đình nào đó, một cái nhà nào đó để gả ngươi vào đấy. Đấy, thế là Kiều đã nghe theo cái lời khuyên lơn ngon ngọt đó và chấp nhận ra ở Lầu Ngưng Bích. Đây các bạn ạ, và chúng ta có đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Vậy nên ở đây gọi là Kiều ở Lầu Ngưng Bích, nhưng thực chất là Kiều bị giam lỏng ở Lầu Ngưng Bích. Đấy, nhá. Đó, các bạn còn muốn chị kể tiếp cái diễn biến đằng sau không ạ? Sau đoạn trích này, sau những cái câu thơ mà Kiều đầy đau đớn, cô đơn, tủi nhục và bất lực, thậm chí là tuyệt vọng như thế này, trong cái đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích như thế này, thì sau đó diễn ra điều gì các bạn có biết không? Các bạn có biết không nào? Các bạn ơi, có muốn chị chia sẻ tiếp không? Thật ra chúng ta sẽ đọc được phần này trong phần tóm tắt sách giáo khoa. Thế nhưng mà tóm tắt sách giáo khoa thì dừng lại ở mức tóm tắt thôi. Có rất là nhiều những cái chi tiết nho nhỏ mà các bạn chúng ta gọi là chưa nắm bắt được. Các bạn có muốn chị giới thiệu tiếp không? Đồng ý không? Sao hôm nay chị không đọc được bình luận của các bạn luôn ấy nhở? Thôi thì thế này, nếu như mà các bạn muốn chị giới thiệu tiếp, các em có thể là cho chị biết, có thể là thả tim đi. Đồng ý không ạ? Phản hồi bằng cảm xúc đi ạ. Chị lại không đọc được bình luận của các bạn cơ. Đồng ý không? Có muốn chị bật mí thêm là sau cái đoạn trích này thì cuộc đời của Thúy Kiều như thế nào không ạ? À có, chị đã thấy rất là nhiều tim ở đây rồi. Đây là như thế này các bạn ạ. Sau cái tình cảnh tủi nhục, cô đơn, buồn khổ và tuyệt vọng đau đớn của Thúy Kiều, buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu, buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trông gió cuốn mặt doành, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Đó, thế thì sau đoạn đó nhá, sau đoạn đó thì các bạn cũng biết đấy, một thân một mình con gái mà lại còn bị giam lỏng ở lầu Hưng Bích, ở cái nơi xa xôi như thế đấy, một thân một mình, và ở cái lúc mà đang cô đơn nhất thì cũng là lúc mà Thúy Kiều yếu đuối nhất. Và lúc mà nàng yếu đuối nhất thì cũng là lúc mà nàng dễ bị lừa gạt nhất, kiểu những phút yếu lòng mà. Thế nên là nắm bắt được cái cơ hội ấy, bọn tú bà ấy chúng mới cấu kết với cả Sở Khanh để cho Sở Khanh đến tiếp cận Kiều ở lầu Ngưng Bích, và để cho Sở Khanh lừa Kiều là bây giờ Sở Khanh sẽ cứu Kiều ra khỏi cái lầu Ngưng Bích này. Đó, thế nên là Kiều lúc bấy giờ đã rất là yếu đuối rồi đúng không ạ? Nhá, bởi vì ở có một một thân một mình như thế, bị giam hãm như thế, cô đơn nhớ về người yêu, nhớ về cha mẹ như thế thì làm sao mà không yếu đuối đúng không? Thì chỉ cần có bất cứ một cái lời nói nào đáng tin một chút xíu thôi thì sẽ bấu víu vào đó ngay. Và đúng là Kiều đã xa bẫy, đã bị lừa. Sở Khanh lừa Kiều như thế này ạ. Sở Khanh đến và tiếp cận Kiều và bảo rằng là sẽ cứu Kiều ra khỏi lầu Ngưng Bích, chỉ cần là Kiều chạy theo Sở Khanh thôi. Đấy, thế là hai người đã chạy đi. Thế nhưng mà kế hoạch của bọn tú bà là như thế này. Đó, là khi mà Sở Khanh đưa Kiều chạy trốn thì ngay lập tức tú bà cũng sai người đuổi theo và bắt được Kiều ngay tại trận khi mà Kiều đang chạy trốn, đang trên đường chạy trốn với Sở Khanh. Và khi mà bắt được Kiều rồi thì bà ta đánh đập, bà ta tra tấn. Bởi vì sao? Bởi vì Kiều là kẻ bội ước. Trước đó thì Tú Bà và Kiều đã có một cái cam kết, đã có một cái thỏa thuận là gì? Là Kiều chỉ cần là chấp nhận ở lầu Ngưng Bích để mà hồi phục lại sức khỏe, hồi phục lại thể trạng đi, thì bà ta sẽ cam kết là gả Kiều vào một cái nhà khác, chứ không để Kiều ở lầu xanh. Nhưng mà bây giờ Kiều là cái người mà vi phạm cái lời cam kết đấy trước, là đã chạy trốn đi. Thế nên bây giờ là tất cả là toàn quyền bà ta xử lý. Các bạn thấy thâm độc không ạ? Các bạn thấy thâm độc không? Thế là từ đó thì Kiều chấp nhận trong đau đớn, bị đánh đập mà. Khi mà bị tú bà bắt về, bị đánh đập, tra tấn rất là dã man, thì Kiều đau đớn chấp nhận phải làm gái lầu xanh. Đó, nhá. Rồi sau đó Kiều gặp Thúc Sinh này, rồi bị Hoạn Thư ghen này, phải nương nhờ sư giác duyên, xong rồi lại một lần nữa bị lừa vào trốn lầu xanh. Sau đó mới gặp Từ Hải, được Từ Hải cứu giúp Kiều báo ân báo oán. Sau đó Kiều cũng lại bị yếu lòng, lại nghe theo lời Hồ Tôn Hiến để rồi khuyên chồng đầu hàng, và Từ Hải đã chết đứng này, bị hãm hại chết đứng này. Rồi Kiều đã phẫn uất quá, tự vẫn này, đấy, tự vẫn trên sông Tiền Đường này, rồi lại được sư giác duyên cứu một lần nữa và được đoàn tụ với gia đình, thì toàn bộ cái phần đó nằm ở phần sau. Đồng ý chưa? Đấy, thế thì ở đây chị đã giới thiệu để các bạn biết được là cái bối cảnh trước đoạn trích Kiều là Ngưng Bích như thế nào và bối cảnh đằng sau cái đoạn trích này như thế nào. Đồng ý chưa? Rồi, thế thì với những cái kiến thức như thế, với những thông tin như thế, đó sẽ là cái cơ sở để chúng ta hiểu và phân tích được đoạn trích này, Kiều ở lầu Ngưng Bích. Nhớ nhá, luôn luôn nhớ cho chị, tên đoạn trích là tên mà tác giả sách giáo khoa đặt, chứ không phải là tác giả Nguyễn Du đặt. Nhớ chưa? Không phải là tác giả Nguyễn Du đặt. Thế nên rằng là đừng bạn nào viết rằng là tác giả Nguyễn Du đã sử dụng nhan đề Kiều ở lầu Ngưng Bích để gọi tên cho một đoạn trích diễn tả tâm trạng của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích, thì như thế là sai đấy. Nhớ chưa ạ? Rồi, thế thì về đoạn trích này ấy, chúng ta có những cái kiến thức trọng tâm như sau. Nếu như đoạn trích chị em Thúy Kiều là đoạn trích tiêu biểu cho cái bút pháp ước lệ tượng trưng của ngòi bút Nguyễn Du, thì đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích lại là tiêu biểu cho bút pháp tả cảnh ngộ tình của tác giả các bạn nhé. Đó, nói đến Kiều ở lầu Ngưng Bích là chúng ta phải nhớ đến bút pháp tả cảnh ngộ tình, nghĩa là tả cảnh vật đấy, nhưng mà trong đó cái cảnh vật ấy là được nhìn, được cảm nhận bởi tâm trạng của con người. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mà. Đó, và đặc biệt cái bút pháp tả cảnh ngộ tình này đã đạt đến mức tuyệt hảo, đã được vận dụng ở mức tối đa trong 8 câu cuối của đoạn trích. Người ta gọi 8 câu cuối của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là điệp khúc của nỗi buồn, là tâm trạng của nàng Kiều được gửi gắm và nhuốm màu lên cảnh vật. 8 câu thơ là 4 khung cảnh đều được mở ra với cụm từ buồn trong.
Đồng ý chưa ạ? Đều được mở ra với cụm từ buồn trông. Cảnh 1, buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu, buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trông gió cuốn mặt dành, âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đây, bởi vì đây là cái đoạn trích rất là hay và cũng là đoạn vô cùng trọng tâm của đoạn trích này, nên chị sẽ cùng với các bạn trong buổi hôm nay chúng ta cùng với nhau phân tích 8 câu cuối của đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích nhé. Với nội dung chính là thế giới tâm trạng và nỗi niềm của Thúy Kiều qua bút pháp tả cảnh ngộ tình của tác giả Nguyễn Du. Đây là tài liệu trong khóa học văn VIP 2K7, khóa học văn VIP của các anh chị 2K7. Và năm nay đối với khóa học văn VIP 2K8 thì tài liệu này sẽ còn được bổ sung và còn được nâng cấp má xịn sò hơn nữa cơ các bạn ạ. Ví dụ như là bổ sung thêm những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng cho chúng mình này. Đấy, bổ sung thêm những cái phần mà viết mẫu để chúng ta hiểu được là tư ý chính cho đến đoạn văn thì chúng ta viết như thế nào. Đồng ý không ạ? Còn ở đây thì chị mượn cái phần tài liệu này để hướng dẫn các bạn trong buổi ngày hôm nay nhé. Chúng mình cũng biết đấy, Thúy Kiều ở Lầu Ngưng Bích là bị gian lỏng, là ở một cái nơi xa xôi, nhớ về cha mẹ, nhớ về người yêu. Thế thì sau cái nỗi nhớ hướng về Kim Trọng, hướng về ba mẹ, Kiều như được sống lại trong quá khứ, nhưng hiện tại lại ngay lập tức quay trở về và khiến cho nàng đau đớn bàng hoàng nhận ra rằng mình không thể nào thả mình vào quá khứ mãi. Nàng vẫn phải đối diện với một thực tại cô đơn, lẻ loi, đau khổ, bơ vơ và bất định. Thế thì tất cả những cái sự hoang mang, cô đơn, lẻ loi, đau đớn, đấy, tất cả những cái cảm xúc ấy đã được tác giả Nguyễn Du diễn tả trong 8 câu này, nhưng không phải là gọi tên trực tiếp những cảm xúc đó, mà thông qua cảnh vật để thể hiện những cảm xúc ấy. Đồng ý chưa ạ? Ví dụ nhá, với đoạn này thì chúng ta sẽ phân tích lần lượt như sau. Các bạn có thể ghi lại cho chị. Đó là gì? Đây này, chúng mình có thể ghi vào đây. Đấy chính là 8 câu cuối của đoạn trích này. Đồng ý chưa? Thì 8 câu này chúng mình sẽ phân tích theo trình tự như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ phân tích cái điệp từ buồn trông ạ. Buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông ngọn nước mới xa, buồn trông nội cỏ rầu rầu, buồn trông gió cuốn mặt doanh. Đấy, 4 lần mà cái từ buồn trông này xuất hiện thì trước tiên chúng ta phải hiểu buồn trông là như thế nào nhá. Đồng ý chưa? Buồn trông không phải trông buồn. Trông buồn là cái nỗi buồn mà từ bên ngoài nhìn vào, kiểu như là ôi trông bạn này buồn thế, đúng không ạ? Đấy, tức nghĩa là cái nỗi buồn ở trên gương mặt mà từ bên ngoài nhìn vào là một cái cách đánh giá khách quan. Nhưng ở đây là buồn trông chứ không phải trông buồn, là bởi vì tác giả muốn nhấn mạnh về cái nỗi buồn này. Nỗi buồn này là cái lý do chính để rồi nó chi phối cái ánh nhìn cảnh vật xung quanh, tức nghĩa là mang cái tâm trạng buồn để mà nhìn ra tứ phía, nên là cảnh vật cũng sẽ nhuốm cái màu buồn của tâm trạng ấy. Đây, điệp từ buồn trông đã nhấn mạnh nỗi lòng buồn chi phối cảnh vật, chi phối cách nhìn cảnh vật. Và từ cách dùng từ này có thể thấy cảnh được miêu tả trong toàn đoạn trích là ngoại cảnh, nhưng thực chất lại là tâm cảnh, nghĩa là cái tâm trạng của con người ấy, thể hiện qua cảnh vật, thể hiện tình cảnh cô đơn, lẻ loi, buồn sầu, hoang mang của Thúy Kiều. Đây đúng là tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này, đúng không ạ? Tình trong cảnh, cảnh trong tình cứ lồng ghép vào với nhau như thế, hòa quyện với nhau thông qua cái ngòi bút tả cảnh ngụ tình của tác giả. Thêm nữa này, có một cái điều này nữa, các bạn nghe kỹ giúp cho chị. Ở đây sẽ rất là ít bạn chúng ta nắm bắt được điều này, đó chính là cái từ trông. Cái từ trông các bạn ạ, buồn trông thì chúng ta xem xét rồi, ai cũng biết rồi, đúng không? Nhưng cái từ trông này này, nó lại là một cái từ mà chúng ta cần phải bám sát để phân tích nhé. Không phải là nhìn mà là trông. Nếu như mà nhìn ý, thì đơn giản chỉ là một sự quan sát. Nhưng mà trông ở đây thì các bạn cảm thấy nó còn có thêm cái sắc thái gì nữa ạ? Giữa nhìn và trông thì các bạn thấy là còn có khác nhau ở cái sắc thái gì? Trông khác với nhìn là ở cái sắc thái gì? Nếu như nhìn chỉ là một cái sự quan sát
thông thường thôi, là một sự quan sát thông thường thôi, thì trong là cái cảm giác gì nữa, là sự quan sát nhưng trong đó còn là điều gì nữa đây? Trông và nhìn đều là quan sát đấy, thế nhưng mà trông khác với nhìn ở điều gì theo các em? Nào chia sẻ với chị đi ạ. Theo các bạn, trông khác với nhìn ở điều gì? À, khi mà chị đặt ra câu hỏi như vậy là các bạn cũng đã suy nghĩ đúng không ạ? Chúng mình cũng đã suy nghĩ và dần dần bóc tách được ý nghĩa của cái từ ngữ này rồi đấy. Từ buồn trông rất là hay. Hay không chỉ bởi cách mà tác giả đảo cái chữ buồn lên trước để nhấn mạnh rằng đây là nỗi buồn chi phối cách nhìn cảnh vật, mà từ trông cũng là một từ được dùng vô cùng hay. Trông khác với nhìn ở cái sắc thái của sự trông mong và hy vọng. Đúng không ạ? Nhìn là một sự quan sát thôi, là chúng ta dùng ánh mắt của mình để quan sát xung quanh. Và dùng những cái từ nhìn ý, thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu và không thể nào gọi là nắm bắt được cái cảm xúc khi chúng ta quan sát như thế. Nhưng dùng từ trông ấy, thì chúng ta còn có cảm giác là trong cái ánh nhìn ấy, nó không chỉ là một sự quan sát bình thường, mà trong đó còn gửi gắm một chút hy vọng và trông ngóng. Đúng không ạ? Một chút hy vọng và trông ngóng rất hợp với tình cảnh của Thúy Kiều. Mặc dù không biết là sẽ hy vọng tới đâu, không biết là sẽ bấu víu vào đâu, không biết là sẽ trông mong điều gì, nhưng vẫn luôn là một ánh mắt chất chứa cái sự trông mong và hy vọng ấy. Kiều ở lòng Ngưng Bích vẫn còn có những cái niềm hy vọng trong thâm tâm của nàng mà. Đấy, và cái nỗi buồn đó lại thấm đượm trong cách nhìn cảnh vật. Mỗi cảnh vật hiện lên là một cái khía cạnh, là một cái cung bậc buồn khác nhau. Nhưng cái cảnh vật ấy lại được nhìn bởi một ánh nhìn của Thúy Kiều. Buồn đấy, nhưng trong đó vẫn có ít nhiều sự trông mong, buồn trông. Đồng ý chưa? Rồi, đấy. Thế nên là các bạn phân tích được từ buồn trông thì cũng đừng quên là bình luận đôi chút về từ trông này giúp cho chị nữa nhá. Mở rộng hơn này, bên cạnh từ trông thì trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích còn có những cái từ ngữ khác rất hay các bạn. Rất hay. Đấy, nếu như mà ở trong, nếu như mà bạn nào trong khóa học văn VIP 2K8 thì chị đã tổng hợp những cái từ ngữ hay, những cái từ ngữ đắt được sử dụng trong đoạn trích này để chúng ta chú ý phân tích. Đó, bên cạnh từ trông này này, thì trước đó chúng ta có những từ ngữ khác, ví dụ như là từ tưởng nhá. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin xương luống những giày trông mai trở. Ở đây là Kiều nhớ về cái đêm thề nguyền đính ước. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng là nhớ về Kim Trọng trong đêm thề nguyền đính ước. Bởi vì là đêm thề nguyền đính ước là hai người đã đinh ninh hai mặt một lời song song mà. Tóc tơ căn vặn tấc lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương, họ đã uống rượu thề nguyền đính ước như thế. Thế nên là mới tưởng người dưới nguyệt chén đồng. Đấy, đồng ý chưa? Thế nhưng ở đây các bạn có bao giờ thắc mắc không ạ? Không phải là nhớ mà là tưởng. Không phải là nhớ người dưới nguyệt chén đồng, cũng là nỗi nhớ mà. Nhưng tác giả không dùng từ đó, mà là từ tưởng ạ. Tưởng ở đây cũng là nhớ đấy, nhưng mà trong nỗi nhớ ấy còn là tưởng tượng, còn là sống trọn trong cái khoảnh khắc trong quá khứ như thế. Nghĩa là tưởng tượng lại cái cảnh ngày hôm đó, và để cho cái thâm tâm của mình sống lại cái đêm thề nguyện ngày hôm đó, thì các bạn mới biết là đau đớn và xót xa như thế nào. Bởi vì cái hiện tại đã khiến cho Kiều đau đớn quá, đến nỗi mà nàng muốn thoát khỏi hiện tại, chỉ muốn sống trong quá khứ thôi, để cho tâm hồn của mình sống lại trong quá khứ thôi. Bởi vì hiện tại này bẽ bàng quá, phũ phàng quá với nàng rồi, đau đớn quá rồi, đúng không? Đấy, một từ tưởng thôi mà gọi tên biết bao nhiêu điều. Vừa thể hiện cho cái tình cảnh cô đơn của Kiều. Kiều đang muốn chạy trốn thực tại. Nàng đang muốn tìm kiếm những cái điểm tựa tâm hồn của mình, điểm tựa tình cảm, tinh thần của mình, để được sống trong những tháng ngày quá khứ tươi đẹp cùng với Kim Trọng. Và thứ hai là còn thể hiện cho nỗi nhớ xa diết của nàng. Và tất cả những cái kỷ niệm tình yêu đôi lứa giữa Thúy Kiều và Kim Trọng vẫn luôn luôn được nàng khắc ghi. Nên là tất cả chỉ cần khi mà nàng nhớ về thôi thì tất cả đều hiện về một cách vẹn nguyên, chỉ mới như ngày hôm qua. Đó, đấy cái chữ tưởng nhá, cũng là một chữ rất hay. Hay là chữ thứ hai ạ, đó là chữ xót. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Chữ xót ở đây cũng là một chữ rất hay. Không phải là thương người tựa cửa hôm mai, mà là xót người tựa cửa hôm mai. Trong xót có thương.
Đúng không ạ? Xót ở đây cũng có cái niềm thương. Đấy, cái sự thương xót mà. Nhưng mà chữ xót ở đây ấy, là cái tình cảm, là cái sự thương xót mà khi con người ta thực sự thấu hiểu được cái tình cảnh của đối phương thì mới có thể xót xa như thế. Chúng ta cứ thử mà xem, khi chúng ta gặp một cái cảnh ngộ nào đó nhá, hoặc là khi chúng ta ở trong một cái tình cảnh rất là đáng thương, rất là khổ sở nào đấy đi chẳng hạn. Thế thì những cái người thân thích của chúng ta nói rằng là: "Ôi, tôi thương bà quá." Thì là cái sắc thái nó sẽ khác với cả: "Ôi, tôi xót cho bà quá, tôi xót cho bạn quá." Cái chữ xót ấy vang lên khiến cho chúng ta cảm nhận được rằng là đối phương còn thấu hiểu thực sự được cho cái tình cảnh của mình. Đúng không ạ? Thì ở đây tác giả cũng dùng cái chữ xót với cái sắc thái thấu hiểu, với cái sắc thái cảm thông đến tận cùng để mà nói thay cho cái tình cảm của Thúy Kiều hướng về ba mẹ. Nghĩa là nàng mặc dù đang trong cái tình cảnh cô đơn và khổ sở nhất, nhưng nàng vẫn dành trọn tình cảm của mình để mà nghĩ cho người khác. Đúng không ạ? Sống lại trong quá khứ để mà nhớ tới kim trọng, xong rồi cũng thấu hiểu tận cùng cho tình cảnh của ba mẹ, để rồi xót xa cho tình cảnh của của ba mẹ khi ở nhà cứ tựa cửa hôm mai. Đúng không? Đấy, nên là chữ xót này, chữ tưởng này, và ở đây chúng ta có chữ trông, là ba chữ rất hay và rất đắt ở trong đoạn trích này. Các bạn có hình dung ra không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình có hình dung ra không? Các bạn có hình dung ra không nào? Đấy nhá. Thế nên là tìm hiểu về những đoạn trích này, chị mong lắm khi mà có thêm được nhiều thời gian để mà bóc tách cùng với các bạn. Chúng ta không bao giờ sợ là không có gì để viết, chỉ là chúng ta đã được biết đến hay chưa, và chúng ta có thực sự là dành cái tâm trí của mình để tìm hiểu và để cảm nhận những cái văn bản như thế này hay chưa thôi. Đồng ý không? Nhá. Rồi, đấy, thế là chúng ta phân tích xong về điệp từ buồn trông này, bóc tách được cho chị ý nghĩa của từ trông này. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích từng cặp câu một nhá. Nếu như gọi buồn trông là điệp khúc của nỗi buồn, thì sau mỗi lần điệp khúc ấy vang lên thì một cảnh vật được mở ra, và cũng là một cái tâm trạng của Thúy Kiều được dần dần hé mở. Tâm trạng đầu tiên, cảnh vật đầu tiên ạ: "Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa." Đây, xin mời các bạn bước sang bên này. Đây, nhá. Cặp câu số 1. Trong cặp câu này, trong mỗi cặp câu ấy, chị sẽ đều phân tích với các bạn từ nghệ thuật đến nội dung, nên các bạn sẽ không bao giờ lo bị rơi vào cái tình cảnh là diễn xuôi lại thơ nhá. Càng là thơ trung đại ấy, càng là chuyện thơ trung đại, các bạn lại càng dễ rơi vào cái cảnh là diễn xuôi. Khi chúng ta, bây giờ thay vì việc chúng ta viết như tác giả thì chúng ta kể lại bằng cái giọng văn của mình, chứ chẳng có câu phân tích nào cả. Bởi vì chúng ta thiếu đi cái yếu tố phân tích nghệ thuật mà. Nên ở đây, với mỗi cặp câu ấy, chị đều đi từ nghệ thuật đến nội dung cùng với chúng mình. Ví dụ với cặp câu đầu tiên ạ: "Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa." Trước tiên là nghệ thuật đối lập. Đối lập giữa hình ảnh cửa bể chiều hôm mênh mang rộng lớn và con thuyền thì thấp thoáng nhỏ bé cô đơn lẻ loi. Đồng ý chưa ạ? Đối lập giữa cái bao la vô định nơi cửa bể với sự nhỏ bé linh đinh của con thuyền đơn côi. Đấy, các bạn cứ hình dung là Kiều từ lầu Ngưng Bích nhá, là một ngôi lầu ở trên cao. Tráng phóng ánh mắt nhìn ra xung quanh, nhìn ra tứ phía. Và ở đây cái trình tự quan sát của Kiều là từ xa đến gần. Xa xôi nhất, xa xăm nhất ở phía xa xăm kia chính là cảnh cửa bể chiều hôm. Nghĩa là cái đoạn mà khúc sông đổ ra biển ý. Đấy, đồng ý chưa ạ? Nên là Kiều nhìn ra đó thì cái cảnh đó sẽ là một cái cảnh mênh mông vô định. Biển mà biết đâu là giới hạn của biển đây, đúng không? Đấy, nên là nhìn ra cảnh đó thì chỉ thấy một cái sự bất an thôi, một cái sự cô đơn lẻ loi, bởi chỉ có một cánh buồm thấp thoáng giữa cái khung cảnh mênh mông bao la vô định đó. Nên là nghệ thuật của cặp câu đầu chính là nghệ thuật đối lập. Và ở đây chúng ta còn phải chú ý đến hệ thống những từ láy được dùng trong 8 câu thơ này nữa cơ. Từ láy đầu tiên là từ láy thấp thoáng ạ. Thấp thoáng là gì? Thấp thoáng là thoáng hiện rồi lại mất, lúc có, lúc không. Và từ lấy thứ hai là từ xa xa, là ở phía đằng xa. Đấy, thế sự kết hợp giữa từ lấy thấp thoáng, từ lấy xa xa cùng với từ phiếm chỉ thuyền ai
ai đó chứ không biết rõ là ai, nên là nó gợi lên một cái sự mờ nhạt, xa xôi, là một sự khó nắm bắt và không rõ ràng. Nghĩa là nhá, cái cánh buồm cô đơn lẻ loi, các bạn hình dung này, cửa biển nó rất là mênh mông như thế. Rất là mênh mông như thế. Thế thì chúng ta chỉ thấy Kiều phóng mắt ra và chỉ thấy một cái con thuyền nhỏ bé như thế này thôi. Đấy, nhá. Đấy, từ cái góc độ của Kiều ở đây chẳng hạn. Đây, ví dụ như là Kiều ở lầu Ngưng Bích đây chẳng hạn. Ví dụ như thế, nhá, đồng ý chưa? Đấy, ví dụ như ở lầu Ngưng Bích đây chẳng hạn. Thì Kiều có, đưa cái ánh mắt nhìn của mình phóng ra. Đấy, và nhìn ở cái nơi xa xăm nhất là hình ảnh của một cánh buồm lẻ loi giữa khung cảnh cửa bể chiều hôm mênh mang và rộng lớn. Vậy thì thử hỏi, nếu là chúng ta nhìn cái cảnh ấy, chúng ta có cảm thấy cô đơn không? Khi mà nhá, đã là thấp thoáng rồi, lại còn thấp thoáng ở cái nơi xa xa, mà đã thấp thoáng rồi lại còn không biết đấy là thuyền của ai, là một cái câu hỏi vang lên trong vô định. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? Đã nhỏ bé, đã lênh đênh rồi mà bây giờ lại còn bất an vô định nữa, cứ trôi nổi bập bềnh như thế, giống như là con thuyền. Thì quả thực là số phận của Kiều, Kiều cũng tự cảm nhận được là mình cũng giống như con thuyền kia. Thế nên ở đây, qua cái khung cảnh đó, chúng ta đã thấy được tâm trạng của Kiều, là khung cảnh lúc chiều tà với không gian của bể rộng, đúng không ạ? Nhá, của bể rộng, cùng với đó là thấp thoáng nơi ấy là cánh buồm lênh đênh nhỏ bé, vừa gieo hy vọng lại vừa xóa bỏ đi hy vọng được cứu thoát của một người con gái đang bị cầm tù. Tâm trạng của Kiều trong lần buồn trông thứ nhất này đã chất chứa đầy nỗi cô đơn, lẻ loi, cảm nhận được sự nhỏ bé và bất lực của mình trước số phận lênh đênh giữa biển trời. Cái cửa bể chiều hôm rộng lớn kia cũng giống như là cái dòng đời xô đẩy, cũng giống như là dòng đời đầy đắng cay, đầy bất công và oan trái đang chờ đợi Kiều. Còn Kiều chỉ như là cái cánh buồm kia thôi, chỉ như là cái con thuyền nhỏ bé kia thôi, lênh đênh bấp bênh, rồi thì gió dập sóng rồi biết tấp vào đâu, đúng không ạ? Và đến đây chúng ta có thể liên hệ với cả những cái câu ca dao bắt đầu bằng cụm từ thân em, những câu ca dao than thân ấy. Thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Thân em như trái bần trôi, gió dập sóng rồi biết tấp vào đâu. Thì ở đây, trong cái ánh nhìn của Kiều, chúng ta thấy Kiều cũng giống như là cái cánh buồm này vậy. Cái cánh buồm xa xôi, cái cánh buồm thấp thoáng, lênh đênh và vô định. Đồng ý chưa ạ? Đấy, đấy là cặp câu đầu tiên nhá. Cặp câu đầu tiên chúng mình hình dung ra chưa? Các bạn có hiểu không ạ? Nào, cặp câu đầu tiên, đây là cái khung cảnh xa nhất là Kiều đã thấy rồi này. Và tiếp tục đến với như là một cái sự kéo gần lại ánh nhìn của Kiều. Thì điều thứ hai, cái cảnh thứ hai Kiều nhìn thấy là gì ạ? À, buồn trong ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là bể đâu. Gần hơn, chúng ta thấy là có núi mà, đồng ý chưa ạ? Đấy, thì sẽ có những cái mạch nước nó xa xuống, đấy, tức nghĩa là nó gần giống như thác đổ ấy, nhưng mà nó sẽ không dữ dội như thác đâu. Đấy, kiểu như vậy, thì đây chính là cái ngọn nước mới xa này, đồng ý chưa? Ngọn nước mới xa. Thế thì Kiều buồn đến độ mà, hình như là còn nhìn thấy rõ cả những cái cánh hoa trôi man mác ở đây nữa cơ. Đồng ý chưa ạ? Dường như còn nhìn rõ cả những cái cánh hoa trôi man mác ở đây nữa. Vậy thì nghệ thuật gì ở trong hai câu này? Trước tiên là nghệ thuật ẩn dụ ạ. Ẩn dụ ngọn nước mới xa. Đấy là ẩn dụ cho sự mạnh mẽ. Còn hình ảnh hoa trôi thì ẩn dụ cho sự mỏng manh và trôi giạt. Lại kết hợp với cả từ lấy man mác nữa. Man mác ở đây thường là từ lấy để người ta gọi tên cho cảm xúc của con người mà. Man mác buồn. Đấy, đồng ý chưa ạ? Nên là ở đây từ man mác này nó càng góp phần diễn tả cho tâm trạng của nàng Kiều, là một nỗi cô đơn. Và giờ đây còn thêm cái sự trống trải, nó lan tỏa, nó chiếm lĩnh cả một không gian rộng lớn. Rồi lại có câu hỏi tu từ biết là về đâu. Đố ai trả lời được câu hỏi này đây? Cuộc đời của Kiều, nhưng mà Kiều cũng chẳng thể nào trả lời được cái câu hỏi là rồi nàng sẽ đi về đâu. Bởi nàng đâu thể nào làm chủ được cuộc đời của mình giữa cái xã hội tàn ác bất công, giữa cái xã hội bỉ ổi và vô nhân tính ấy đây. Đúng không? Nhá, thế nên là ở đây câu hỏi tu từ vang lên. Càng vang lên thì người ta lại càng trăn trở,
Phải chăng đó còn là sự trăn trở của tác giả Nguyễn Du khi mà một cái xã hội có quá nhiều những sự oan trái, bất công, đau đớn, đặc biệt đối với người phụ nữ như thế, thì con đường nào là cho họ đây, biết là về đâu? Cứ sẽ mãi lênh đênh vô định, cứ sẽ mãi lênh đênh và khổ cực như thế ư? Đúng không? Một cái niềm băn khoăn và day dứt về số phận. Đấy, đấy là về nghệ thuật nhá. Còn về nội dung này, qua hình ảnh ẩn dụ, qua từ lấy, qua câu hỏi tu từ, chúng ta đã thấy được, à, cảnh vật này đã góp phần thể hiện sắc nét hơn, sinh động hơn, nhưng lại nhuốm màu tâm trạng. Kiều cảm nhận mình cũng như đóa hoa bé nhỏ kia, không biết đi đâu, không biết về đâu, sẽ trôi theo hướng nào giữa dòng đời vô định. Một số phận bấp bênh, lênh đênh, nổi chìm thật đáng thương. Và Kiều đang ý thức một cách sâu sắc về thân phận bọt bèo, cái thân phận bất định của mình. Các bạn nhớ chị điều này nhé, là cảnh vật đã hiện lên sắc nét hơn. Bởi vì cái trình tự miêu tả của tác giả Nguyễn Du là từ xa đến gần, từ thấp thoáng, vô định khó nắm bắt, cho đến lúc mà sắc nét cảm nhận được rõ ràng. Nếu như cảnh đầu tiên là cảnh cánh buồm thấp thoáng xa xa, lúc ẩn lúc hiện, lúc thấy lúc không, thì gần hơn là ngọn nước mới xa đã thấy rõ cả đường nét của cánh hoa man mác trôi ở đó nữa. Gần hơn nữa là gì? Là nội cỏ dầu dầu ngay dưới mặt đất mà Kiều đang đứng đây này. Đấy, ngay dưới mặt đất ở bên dưới cái lầu ngưng bích này này. Gần hơn nữa thì lại còn thấy được cả cái màu sắc của cái nội cỏ ấy nữa. Là màu sắc xanh xanh, nhưng mà là cái màu xanh xanh của sự úa tàn. Để rồi dữ dội nhất và rõ ràng nhất là cái cảnh mà gần Kiều nhất là gió cuốn sóng cuốn mặt dành. À, gió cuốn mặt dành là âm âm tiếng sóng dữ dội kêu quanh ghế ngồi ở xung quanh đây này. Đấy, khủng khiếp chưa ạ? Nhá, đúng là cảnh vật từ xa đến gần, từ vô định cho đến cụ thể. Thế nhưng đó cũng là một sự sắc nét hơn và cụ thể hơn của nỗi buồn mà thôi. Đấy, với bốn cặp câu này chúng ta cứ phân tích để làm sao cuối cùng thấy được này, thấy được này. Đấy, phân tích xong chị sẽ tiểu kết cho chúng mình. Thì chúng mình sẽ thấy được là cảnh vật được miêu tả theo tầm mắt và góc nhìn của nhân vật trữ tình, từ phía xa xa đến gần sát nơi ghế ngồi. Một khung cảnh tuy đa màu sắc nhưng mà nhợt nhạt, tuy nhiều trạng thái nhưng mà vô hồn, tuy có hiện diện mà không neo đậu nổi một ấn tượng ấm áp, tuy vận động xong lại chất chứa những dự cảm về biến cố và tai ương. Quá đúng đúng không ạ? Rất đúng, chúng ta thấy đấy. Một khung cảnh tuy đa màu sắc, rất là nhiều những hình ảnh màu sắc sắc nét này, ngọn nước này, là cánh hoa trôi này, là nội cỏ dầu dầu này, đúng không? Là chân mây mặt đất, rất là rõ nét và nhiều màu sắc như thế. Nhưng mà lại đều là những màu sắc nhợt nhạt. Tuy là mang trạng thái đấy, tuy nhiều trạng thái đấy, lúc thì là cánh buồm, lúc ẩn lúc hiện, hay là ngọn nước thì mới xa này, là gió cuốn mặt doành này, là nội cỏ dầu dầu này, đó là những cái sự vật đang trong những cái trạng thái vận động rõ ràng. Tuy là nó nhiều trạng thái đấy, nhưng mà vô hồn, chẳng có cảnh vật nào có thể thắp lên được cái ngọn lửa ấm áp ở đây được cả. Tuy có hiện diện, rất nhiều những hình ảnh được xuất hiện hiện diện ở đây, nhưng không neo đậu nổi một ấn tượng nào ấm áp. Tuy vận động xong lại chất chứa những dự cảm về biến cố và tai ương. Quả thực chúng ta thấy được rằng là Nguyễn Du cùng với cả cái tấm lòng nhân văn cao cả của mình, cùng với cả cái tấm lòng trông thấu cả sáu cõi, đôi mắt nhìn thấu cả nghìn đời, đúng không ạ? Nên đã viết nên những cái vần thơ mà xuất phát từ sự thấu hiểu tận cùng của một ngòi bút, đúng không ạ? Của một nhà nhân đạo đối với thân phận của nàng Kiều, một người phụ nữ tài sắc nhưng là phải chịu cái số phận chuyên chuyên. Đấy, bốn cặp lục bát với hệ thống từ lấy, với hình ảnh ngày một rõ nét hơn, đậm nét hơn, nhưng giống như là từng lớp sóng lòng cuộn trào ở trong Kiều vậy. Và thể hiện cho những điều đó chắc chắn phải là một cái tấm lòng thấu hiểu và cảm thông đến tận cùng với số phận bất hạnh của người con gái tài hoa bạc mệnh. Bày tỏ được niềm thương xót trước những đớn đau và buồn khổ trong cuộc đời. Đó chính là tinh thần nhân đạo của ngòi bút Nguyễn Du. Trong phần tiểu kết này, các bạn sẽ thấy ý đầu tiên của chị là tiểu kết về nội dung ạ. Ý thứ hai là tiểu kết về nghệ thuật. Và ý thứ ba tiểu kết về tư tưởng của tác giả. Thấy chưa? Đấy, chúng ta phân tích là phải
lần lượt và tuần tự như thế chứ, không bao giờ sợ thiếu ý, không những phân tích chi tiết mà còn đánh giá nâng cao được luôn. Em hoàn toàn có thể liên hệ với cái khía cạnh lý luận văn học ở đây chính là khía cạnh về tư tưởng nhân đạo trong văn chương. Mà Nguyễn Du được coi là những cái nhà nhân đạo, một trong những nhà nhân đạo chủ nghĩa hàng đầu, đúng không ạ? Một trong những nhà nhân đạo chủ nghĩa lỗi lạc trong văn học Việt Nam. Quan tâm đến số phận con người, thấu hiểu cho những khổ đau đắng cay của con người, để rồi trân trọng, để rồi ngợi ca, để rồi khắc họa về những nỗi đau ấy của họ, để họ có thể tìm kiếm được cái sự đồng cảm trong bạn đọc nữa. Đấy, thế nên rằng là gì? À, tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời nghìn thu. Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thơ như tiếng mẹ ru những ngày. Đúng không ạ? Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày. Đó, truyện Kiều của Nguyễn Du là như thế. Lúc chúng ta thấy được về số phận của nàng Kiều và đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích là một đoạn trích tuyệt đỉnh trong việc tác giả vận dụng ngòi bút tả cảnh ngộ tình. Tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này, tất cả như lồng vào nhau, tất cả như được hiện diện thông qua nhau. Thông qua cảnh mà thấy được tình cảm, tâm hồn, tâm trạng. Thông qua tâm trạng lại thấy được cái vẻ đẹp của cảnh vật, nước non, đúng không? Nên là ở đây chúng ta đừng quên về cái bút pháp tả cảnh ngộ tình của tác giả nhá. Đó, các bạn ơi, chúng mình có hiểu không ạ? Nào, chúng mình ơi. Đấy, ở đây là chị tập trung vào cái đoạn trọng tâm nhất của đoạn trích này là 8 câu cuối đấy. Hình như là đề bài này có được đưa ra trong đề thi của một tỉnh vừa rồi luôn. Vừa rồi các anh chị 2K7 có một tỉnh là thi vào đúng cái đoạn trích này luôn, đúng đoạn mà 8 câu cuối này trong đề thi vào 10 luôn đấy. Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu không ạ? Nào, phản hồi cho chị biết đi. Ok không nào các bạn ơi? Đồng ý không nào? Đó, và đó cũng là nội dung mà chúng ta tìm hiểu chủ yếu trong ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn cần thì chúng ta thì chị sẽ để lại cái phần tài liệu này trong tài liệu bài 3 và bài 4, tức nghĩa là tài liệu về hai đoạn trích trong truyện Kiều. Đó, và sẽ có một số những cái yêu cầu nho nhỏ để các bạn có thể được sở hữu cái tài liệu này. Đồng ý không? Đấy, tài liệu về đoạn trích Chị Em Thủy Kiều và đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích để các bạn có thể tham khảo thêm. Và các bạn ơi, bây giờ cũng đã đến những cái giây phút cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay rồi đấy. Cũng là cái buổi học kiến thức cuối cùng trong khóa học mùa hạ của chúng ta rồi. Nhưng mà thực sự là chị cảm thấy hơi buồn và hơi hụt hẫng khi mà có rất ít các bạn tham gia. Có lẽ là khóa học này sẽ chỉ sôi nổi trong mấy buổi đầu khi mà các bạn gọi là học theo phong trào thôi thì phải. Còn những buổi sau thì không những là các bạn không tham gia mà còn có những bạn, chị biết nhá, còn có những bạn là không bận gì đâu nhưng mà còn lười học nữa cơ. Đấy, nên là những bạn đó chúng ta nếu như mà có nghe được cái phần này chị chia sẻ ấy, thì cố gắng nhá. Cố gắng là ở đây kiến thức không phải là chúng ta cứ nghe hay là chúng ta cứ gọi là cứ để ý một tí là chúng ta nhớ được đâu, mà cần, rất cần cái sự tâm huyết và cả cái sự yêu mến của các bạn nữa. Đấy, chúng ta phải để tâm, chúng ta phải dành ra tâm huyết thì kiến thức nó mới nằm trong đầu của chúng mình chứ. Nên là các bạn tuyệt đối không được chủ quan nhá, và lại càng không được lười biếng. Nhớ chưa? Không được chủ quan mà lại càng không được lười biếng. Vậy nên rằng là với cái sự tụt giảm số lượng các bạn tham gia buổi học như thế này thì có lẽ là chị sẽ xem xét lại về việc là tiếp tục duy trì về những cái buổi phát trực tiếp cho chúng mình về kiến thức thôi. Bởi vì là chỉ khi nào các bạn cần thì chị mới tổ chức, còn khi chúng mình không cần thì thôi, có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian làm những việc khác. Đồng ý không? Nhá, chốt lại như vậy. Thế nên là buổi học kiến thức cuối cùng trong khóa học mùa hạ của chúng ta cho đến giây phút này đã đi đến những cái giây phút cuối rồi đấy. Nhưng mà bên cạnh những bạn mà chúng ta lười biếng này, những bạn mà chúng ta gọi là chưa thực sự chăm chỉ và để tâm vào trong khóa học này, thì chị vẫn thấy có rất là nhiều bạn. Đây, ví dụ như là khoảng độ hơn 44 bạn, và có những bạn chăm chỉ xem lại nữa, là những bạn mà chúng ta đặt ra cái kỳ vọng rất là lớn cho khóa học mùa hạ này này, và cũng là đặt ra cái quyết tâm rất là lớn cho năm học lớp 9 tới đây. Thế nên là chị chúc cho các bạn chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình trong năm lớp 9 nhá. Bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên của chúng mình như thế này,
Bởi vì là sao ạ? Bởi vì là chặng hành trình dài bao giờ cũng bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé. Và với khóa học mùa hạ này thì chị tin là các bạn đã bước từng cái bước chân nhỏ bé đó để chinh phục cái môn văn, đúng không ạ? Để chinh phục môn ngữ văn lớp 9 rồi đấy. Chúng ta đã bắt đầu hành trình này rồi và các bạn đã bắt đầu bước những bước chân đầu tiên rồi. Và chị cảm thấy rất là may mắn khi mà ở trong đội ngũ của Văn Chị Hiên có cơ hội đồng hành cùng với các bạn trong những bước đi đầu tiên như thế này. Những bước đi đầu tiên quan trọng lắm các bạn ạ, và cũng ý nghĩa vô cùng. Ở cái thời điểm này, một năm nữa thôi, đến khi các bạn nhìn lại, chị tin là các bạn sẽ không cảm thấy hối hận đâu. Khi mà các bạn đã dành cái sự quan tâm cũng như là dành cái sự tâm huyết, quyết tâm của mình ngay từ lúc mà chúng ta mới lên lớp 9 như thế này, ngay từ lúc chúng ta nghỉ hè như thế này, thì chị tin là một năm nữa, đúng cái thời điểm này một năm nữa, có thể là các em đã thi rồi, có thể là các em đang gần đến ngày thi, các bạn nhìn lại các bạn sẽ không cảm thấy hối hận đâu ạ. Nhá. Đấy, thế nên là tiếp tục giữ cái tinh thần học tập chăm chỉ như thế này nữa nhá. Và đừng quên là tham gia đầy đủ các hoạt động ở trong khóa học này để chúng ta được nhận đầy đủ tài liệu và tìm hiểu những cái thông tin về những khóa học dài hạn hơn của chúng mình, đồng hành cùng với Học Văn Chị Hiên để chị em mình có nhiều cơ hội hơn nữa để tìm hiểu đầy đủ và cặn kẽ nhất về tất cả các văn bản nhá. Rồi, còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Và khóa học mùa hạ của chúng ta đến đây cũng đã là kết thúc rồi đấy. Đấy, nếu như mà các bạn có những cái sự băn khoăn thì có lẽ là chị sẽ cố gắng sắp xếp thêm một buổi phát trực tiếp nữa vào buổi tối ngày mai để giải đáp cũng như là hướng dẫn các bạn cái quá trình chúng ta học tiếp tục trong những cái giai đoạn tới đây. Đồng ý không ạ? Thế nhưng mà về mặt kiến thức là khóa học mùa hạ cho đến thời điểm này, chị rất là hạnh phúc và chị cũng có thể được gọi là đã hoàn thành những cái phần mục tiêu mà đặt ra khi đồng hành cùng với các bạn trong khóa học này rồi. Ít nhất là đã giúp cho các bạn được đến với những cái phần tài liệu đầy đủ này, chi tiết này. Thứ hai là đã có những cái giây phút để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái tác phẩm mà xứng đáng được chúng ta yêu mến, được chúng ta trân trọng, nâng niu và tìm hiểu bằng tất cả trái tim của mình. Mặc dù biết được rằng là còn rất nhiều điều mong muốn nữa, còn tham lam nhiều những cái mục tiêu hơn nữa, nhưng còn mà có lẽ những cái mục tiêu đó chúng ta sẽ cùng với nhau gặp gỡ trong khóa học Văn VIP để cùng với nhau thực hiện nhé. Đồng ý với chị không nào? Và lời cuối cùng, chị cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các em khi mà chúng ta đã cố gắng tham gia khóa học này, làm bài tập này và không ngần ngại tham gia các hoạt động trong khóa học để chúng ta nhận tài liệu, chúng ta tương tác cùng với nhau. Và trên tất cả là sự tin tưởng với Tiêu Học Văn Chị Hiên nữa. Các chị trân trọng tất cả những cái tình cảm tốt đẹp đó và chúc cho năm học lớp 9 tới đây của chúng mình sẽ là một năm học đại thắng nhá. Sẽ là một năm học mà chúng ta sẽ yêu môn văn nhiều hơn nữa này, đạt được những điểm số cao trong môn văn và trong cả những môn học khác nữa. Chúc các bạn thành công nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn các em rất nhiều và tạm biệt các em. Bye bye.